Hello, xin chào toàn thể chị. Chào mừng anh chị trở lại cái kênh Ichimoku Stock để giao lưu với em Nhất vào cái video tổng kết cuối phiên ngày hôm nay chị nhá. Hôm nay em Nhất sorry anh chị là có chút việc bận cho nên là không lên livestream vào khung giờ 15:30 được. Cho nên là Nhất cố gắng lên một cái video chia sẻ anh chị một cái góc nhìn thị trường ở trong ngắn hạn thời điểm hiện tại, cũng như là chia sẻ anh chị về cơ hội của thị trường trong ngắn trung và dài hạn trong giai đoạn tới anh chị nhá. Ok, phiên ngày hôm nay mà cái phiên đâu đó hồi phục thứ hai tương đối tích cực. Trong 3 phiên gần nhất thì chúng ta chứng kiến một số các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán tăng trần cũng như là giao dịch quanh quanh giá trần trong 2-3 phiên gần đây rồi. Thì phiên ngày hôm nay chúng ta có chứng kiến một số các cái vị thế của cổ phiếu nhóm ngành bất động sản phiên hồi phục bật tăng trần của một số cổ phiếu họ nhà Vingroup cũng như một số tín hiệu là phân kỳ đối với các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản trong một cái nhịp biến động giảm tương đối mạnh trong giai đoạn vừa qua. Đây cũng là cái tín hiệu quan trọng cho cơ hội của thị trường ở trong trung dài hạn trong giai đoạn tới. Chúng ta cùng nhau chia sẻ trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé. Vâng, nếu như anh chị thấy những video chia sẻ hữu ích, anh chị nhớ giúp em Nhất một like, một tim để ủng hộ cho kênh, cũng như là khích lệ tinh thần em Nhất và anh em trong team ở trên kênh anh chị nhé. Nếu như anh chị có mã cổ phiếu cần sự hỗ trợ, anh chị có thể bình luận phía bên dưới phần mô tả cũng như là phần top chat để em Nhất hỗ trợ anh chị cùng anh em trong team anh chị nhé. Anh chị đừng quên like, thả tim hoặc là giơ tay chào ở screen bên dưới phần bình luận để tương tác đối với video anh chị nhé. Rồi, như vậy hôm nay VN-Index đóng cửa 1215.8, tăng 5,6 điểm, tương đương với 0,46%, với thanh khoản là 14,1 nghìn tỷ. VN30 đóng cửa 1253.8, tăng nhẹ 0,77 điểm, tương đương với 0,06%, thanh khoản là 8,1 nghìn tỷ. Hà Nội Index đóng cửa tăng 1,49 điểm, tương đương 0,66%, thanh khoản 900 tỷ. Upcom thì giảm nhẹ 0,19 điểm, tương đương với 0,21%, thanh khoản là 674 tỷ. Như vậy, những cái phiên hồi phục gần đây thì đối với diễn biến thị trường đâu đó hồi phục với thanh khoản nó cũng đang tương đối thấp, đúng không chị? Hồi phục tích lũy trở lại cũng như là đang cho thấy dấu hiệu cân bằng trở lại. Đó, cái đà giảm của thị trường hoảng loạn ở trong ngắn hạn đang cho thấy là suy yếu rồi, đấy chị. Phần nào đấy cũng đến từ cái diễn biến tình hình thị trường thế giới giai đoạn hiện tại cũng bớt căng thẳng ở trong ngắn hạn, đúng không chị? Dow Jones đêm ngày hôm qua bật tăng 0,76% quanh cái nền hỗ trợ. UK 100 của Anh thì phiên ngày hôm nay có cái sự động lực hồi phục là gần 1%, đúng không chị? Đó, đang giao dịch ở quanh đâu đó là 8.122, tăng nhẹ 0,95%. Nikkei của Nhật thì phiên ngày hôm nay bật tăng 1,1% sau cái phiên hồi phục hơn 10% phiên ngày hôm qua. Đúng không? Chúng ta cũng thấy rằng là diễn biến tình hình thị trường thế giới nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn đang cho thấy là lấy lại cái sự cân bằng rồi. Đúng không anh chị? Bên cạnh đó thì vận động các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ của VN-Index giai đoạn hiện tại cũng đang cho thấy động lực hồi phục và lấy lại cân bằng ở trong ngắn hạn. Cho thấy cái đà hoảng loạn trong giai đoạn vừa qua thì cũng đã có cái dấu hiệu suy yếu và cân bằng, đúng không chị? Như vậy phiên ngày hôm nay tác động VN-Index tích cực nhất là đến từ cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, giúp cho VN-Index tăng là 4,5 điểm. Và tác động lớn nhất là đến từ một số cổ phiếu như Vinhome, VRE, rồi là một số cổ phiếu khác như cổ phiếu VIX, họ nhà Vingroup. Mà Nhất cho rằng đây cũng là cái tín hiệu tương đối tốt, củng cố cho vị thế của thị trường tích lũy trên kênh trung hạn này tầm khoảng 2-3 tháng gần đây. Trong giai đoạn vừa qua thì bất động sản không tác động thì quá nhiều đến chỉ số VN-Index, nhưng cái dấu hiệu phiên ngày hôm nay sau cái nhịp mà bật tăng của nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán, đúng không chị? Dịch vụ tài chính chứng khoán tăng trần thì hôm nay chúng ta cũng thấy được là một số các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản đang dần hồi phục và khớp giá trần một cách cực kỳ là quyết liệt. Nói chị, như cổ phiếu họ nhà Vingroup này, phiên ngày hôm nay này, Vinhome là giằng co là quanh giá trần 37,2. Đó, lực mua cực kỳ mạnh luôn, nói chị. Mặc dù có nước ngoài bán nhưng mà Nhất cũng không đánh giá cao về cái tín hiệu về nước ngoài bán Vinhome ở trong nhịp này, biết đâu đấy đâu đó là họ mua tay trái bán tay phải, đúng không chị? Đó, bởi vì nước ngoài trong giai đoạn vừa qua cũng tương tự rồi, đúng không
đúng không? Cái nhịp mà đâu đó là cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhịp này này anh chị, nước ngoài bán cực kỳ mạnh luôn, sau đó lên trên quanh cái vùng biên bên trên lại mua mạnh đó. Vào cái giai đoạn mà tháng 3 cũng vậy, nước ngoài bán cực kỳ mạnh trong giai đoạn này, đúng không chị? Lên đến quanh cái vùng mà cản thì lại đâu đó nước ngoài lại lại mua dòng, đúng không chị? Cho nên trong giai đoạn này nước ngoài có độ nhiễu lắm anh chị. Cho nên là đối với nhịp ở quanh cái vùng này, Nhất cho rằng là đối với một số các cổ phiếu họ nhà Vingroup này, nó đang có cơ hội đảo chiều đó, như VRE này đó, phiên ngày hôm nay cũng khớp trần, nhìn lên trên kênh trung dài hạn thì dòng tiền đang vào một cách khéo léo ở quanh cái vùng này, đúng không chị? Đó, và trên một kênh giảm ở trong trung dài hạn mà phiên hôm nay rút chân hồi phục cực kỳ là mạnh mẽ đó. Nhất cho rằng là với cái dấu hiệu dòng tiền này, đối với các cổ phiếu này nó sẽ có cơ hội một nhịp hồi phục trở lại ở trong ngắn hạn. VRE này, Vinhome cũng vậy, khả năng nó sẽ lấy lại được cái như vùng cân bằng quanh cái vùng này, mở ra cái cơ hội là có thể là bước vào những nhịp đảo chiều trong ngắn hạn đó. Thì hôm nay thì khung H1 thì nó có tín hiệu đảo chiều rồi, đúng không? Đó, Vinhome này, VRE này, đó, bật tăng trên Kijun nữa. Ở đây cũng là cái tín hiệu mở ra cái cơ hội là các cổ phiếu trụ của nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất là họ nhà Vingroup, nó đang có cơ hội đảo chiều, mà Nhất đánh giá là cơ hội hồi phục trước mắt, một nhịp hồi phục của cổ phiếu họ nhà Vingroup là rất cao đó. Trên nhịp này là Vinhome đang động lực giảm yếu rồi, nó khả năng ít nhất có cái nhịp hồi phục trở lại, đúng không? Trong giai đoạn này cũng vậy, giảm yếu này, thì khả năng nó hồi phục được một nhịp quanh về vùng Kijun này, khả năng hồi phục được một nhịp quanh về vùng Kijun này 48 49 này. Có đâu đảo chiều được hay không thì giai đoạn này Nhất chưa biết, nhưng mà cái khả năng cao là nó có cơ hội một nhịp hồi phục lại những vùng cân bằng đó. Bên cạnh đó thì vận động ở thời điểm hiện tại cũng có khá nhiều các cổ phiếu họ họ nhà bất động sản đang có cái tín hiệu là phân kỳ anh chị. Đúng không? Giai đoạn này một số cổ phiếu đang có tín hiệu phân kỳ RSI ở trong ngắn hạn bất động sản. HQC này, phân kỳ hôm nay tăng đâu đó là gần khớp trần này, đúng không chị? DIG nhịp này cũng đang đâu đó là có cái tín hiệu phân kỳ hai đoạn này. Đó, ở quanh một cái vùng hỗ trợ trung hạn, đang được hỗ trợ mây này. Vùng này Nhất cho rằng là nói chung là rung lắc trong ngắn hạn thì có thể là rung lắc nhịp ngắn hạn thôi, nhưng khả năng sắp đảo chiều với các cổ phiếu này. DXG cũng tương tự như vậy. Đó, động lực giảm trên kênh trung hạn thì cũng yếu rồi. Và nhịp này cũng đang có cho thấy là phiên ngày hôm nay có cái tín hiệu đảo chiều luôn, phân kỳ RSI này, hai đoạn. Đó, đây cũng là cái tín hiệu đâu đó là nếu giả sử thị trường nó đang cân bằng trở lại thì các cổ phiếu này khả năng sẽ có cái nhịp hồi phục. Bên cạnh đó thì rất nhiều các cổ phiếu trụ khác thì về đến hỗ trợ cực kỳ mạnh rồi, các cổ phiếu bất động sản khác này. Đó, vẫn duy trì trên kênh ta, nhịp này cũng chỉnh về cân bằng, vùng cân bằng trung bình giá của 2 năm gần nhất, khá nhiều cổ luôn. LLG cũng vậy anh chị, điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh rồi, cho nên là nhịp này là có khả năng là kết thúc nhịp chỉnh. LLG hay là KDH thì cũng vậy, kết thúc nhịp chỉnh ngắn hạn. Kênh xu hướng thì vẫn là kênh xu hướng tăng trong vòng 5,5 vừa qua, đúng không? Các cổ phiếu này tạo đáy đi lên đó, các cổ phiếu này khác cũng vậy, như Đạt Phương này, nhịp này cũng khả năng là kết thúc nhịp chỉnh trong ngắn hạn quanh cái vùng trung bình giá, đúng không? Nó cũng tương tự như cái nhóm ngành chứng khoán mà chúng ta chia sẻ với nhau tầm khoảng 1 tuần gần đây này, 1 đến 2 tuần gần đây đó, khả năng nó có cơ hội kết thúc cái nhịp chỉnh đó. Thì nó cũng là cái cơ hội để anh chị nào mà chưa đánh được những cái vị thế trong trung dài hạn trong giai đoạn vừa qua, chưa nhặt được quanh nền này, thì đây là cái cơ hội cực kỳ lớn cho anh chị, đúng không? Cái nhịp mà chúng ta lấy các vị thế của các cổ phiếu những ngành dịch vụ tài chính chứng khoán này đó, mùng 8 tháng 11 rồi là đâu đó 31 tháng 11 này chị, cơ hội cực kỳ lớn. Giai đoạn này cũng chia sẻ anh chị tầm khoảng 1 tuần đến 2 tuần đây, sẵn sàng cái tâm thế đối với các cổ phiếu những ngành dịch vụ tài chính chứng khoán trong một nhịp và thị trường hoảng loạn, đúng không? Lý do tại sao mua trong hoảng loạn thì lát nữa Nhất sẽ chia sẻ góc nhìn với anh chị ở trên kênh trung hạn đó. Ở thị trường mới là phiên hồi phục thứ hai, nhưng các cổ phiếu này là phiên hồi phục thứ tư và thứ năm rồi, thậm chí là các cổ phiếu dịch vụ tài chính chứng khoán với cái nhịp mà thị trường sập
hơn 40 điểm mà nó vẫn giữ được tham chiếu hoặc là giá xăng, chứng tỏ là cái lực đỡ quanh cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư một năm gần nhất là cực kỳ mạnh, đúng không? Cũng như một số các vị thế cổ phiếu khác, SSI, HCM chẳng hạn đó. Thì trong giai đoạn này nhất cũng cho rằng là các cổ phiếu bất động sản kênh xu hướng thì nó vẫn chưa mất đâu. Một năm rưỡi vừa qua nhiều ý kiến cho rằng gãy kênh xu hướng, nhưng mà nhất vẫn đang thấy nó trên một kênh xu hướng cực kỳ tốt đó, tạo đáy một năm rưỡi này đi lên. Nhịp này đối với cổ phiếu bất động sản có cơ hội cân bằng trở lại. LHA cũng vậy, trung bình giá của nhà đầu tư khoảng một năm gần nhất thì đều bật hồi lên này. Trong khi đó thì trụ thì đang có tín hiệu rút chân hồi phục khớp trần rồi, ít nhất thì cái dư địa đà quán tính bật tăng của cổ phiếu VIX và Vinhome này nó tầm khoảng 1 đến 2 tuần tới đó chị. Đó thì cho nên nhất đánh giá rằng là cái vị thế của cổ phiếu bất động sản đây cũng là cái tín hiệu tốt cho cái kênh tích lũy của thị trường trên kênh trung hạn đó. Đúng không chị? Trên kênh trung hạn tích lũy, có thể là tích lũy mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, bởi giai đoạn vừa qua chúng ta dự kiến là cái biên tích lũy này dự kiến diễn ra tầm khoảng 2-3 tháng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là tháng thứ tư nó vẫn gặp áp lực tương đối mạnh như này thì chúng ta cần phải đâu đó là view lại tình hình thị trường, có thể là tích lũy dài hơn nữa, đúng không chị? Cái nhịp mà mùng 4 tháng 4 à 21 tháng 4 này chúng ta chia sẻ với nhau là cái biên độ tích lũy của VN-Index sau khi tạo cái vùng đáy 1166 này, kéo lên quanh cái vùng đỉnh, cái vùng biên độ tích lũy trên kênh trung hạn này thì dự kiến là tầm khoảng 2-3 tháng thì nó có cơ hội thoát được cái vùng cản đó. Thì thời điểm hiện tại nó bước sang tháng đến thứ tư rồi mà nó vẫn sideways tích lũy quanh vùng đỉnh này, chưa có nhịp rung lắc điều chỉnh tương đối này, đúng không chị? Thì nhịp này thị trường đang bước vào cái nhịp rung lắc tích lũy trở lại, biên tích lũy này, đúng không chị? Đó thì những cái nhịp mà kênh xu hướng tăng của thị trường trong vòng một năm rưỡi vừa qua là vẫn bảo toàn được, đúng không chị? Điều chỉnh trong ngắn hạn và tích lũy lại ở trên kênh trung hạn là cơ hội cực kỳ lớn đó, là cái nhịp mà nó chính là cái nhịp mà 30 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 này, đầu tháng 11 này, cơ hội cực kỳ lớn này, đúng không chị? Để cho anh chị lấy vị thế trong trung dài hạn đó. Thì giai đoạn này thì nhất cho rằng là thị trường đang sideways tích lũy biên cả 1.300 hỗ trợ cực kỳ mạnh ở quanh tầm khoảng 1.163, 1.166 đó. Thì những nhịp hoảng loạn như thế này thì nhất đánh giá nó tiếp tục là cái cơ hội cực kỳ lớn trước khi bước vào cái kênh xu hướng tăng tiếp tục dòng dã trong vòng một một năm rưỡi vừa qua đó. Cho nên lý do tại sao những nhịp hoảng loạn trong giai đoạn này nhất cho rằng nó là cái cơ hội, đặc biệt là những cái phiên mà những nhịp hoảng loạn như cái phiên ngày hôm mùng 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 5 tháng 8, đúng không chị? Khi nó tiệm cận về cái vùng biên bên dưới này nó là cơ hội cực kỳ lớn ở trong trung và dài hạn. Ngắn hạn có thể là nó còn lình xình rung lắc nhưng cơ hội trong trung dài hạn cực kỳ lớn đó. Chứng khoán đã hồi phục lên rồi, bất động sản hồi phục, bắt đầu có tín hiệu hồi phục rồi đó. Trong giai đoạn này thì có một số các nhóm ngành vẫn còn khó khăn, là ngân hàng thì trong vòng một năm rưỡi vừa qua nó vẫn đang duy trì kênh tăng, nhịp này đang tích lũy, đúng không đó? Phiên ngày hôm nay áp lực của ngân hàng là lớn, nhưng mà dù gì ngân hàng nó đang tích lũy trên một kênh xu hướng tăng đó, có thể là rung lắc ở trong ngắn hạn tác động về chỉ số của thị trường, nhưng các nhóm ngành khả năng có sự phân hóa. Ví dụ như trong giai đoạn hiện tại là có dịch vụ tài chính chứng khoán là nhất thấy phân hóa này. Điều chỉnh thanh khoản thấp tiệm cận quanh vùng hỗ trợ là kéo lên rồi, đúng không chị? Đó, và một số các nhóm ngành khác thì cũng đang có cái nhịp động lực hồi phục lên này, dầu khí là tốt rồi này, rồi động lực hồi phục tích lũy tích cực đó, để tránh cái nguy cơ mà gãy kênh anh chị. Kim loại thép giai đoạn này thì vẫn còn khó khăn, khả năng ngắn hạn còn rung lắc. Ngân hàng thì cũng vậy đó, phiên ngày hôm nay áp lực ở trong ngắn hạn nó vẫn còn. Đúng không anh chị? Ngân hàng hôm nay áp lực vẫn còn, ngân hàng hôm nay áp lực thị trường giảm 2,2 điểm. Tài nguyên cơ bản thép thì cũng vậy, hôm nay khiến cho thị trường VN-Index giảm đâu đó 0,34 điểm, nhưng mà cũng không nhiều, đúng không anh chị? Ngân hàng mà giảm 2,2 điểm thì nó cơ bản là tích lũy thôi. Phiên ngày trước ngân hàng nó đạt tầm khoảng 17 điểm, sau đó nó trả đâu đó gần 10 điểm, đúng không chị? Tôi thấy là xác định cái giai đoạn này nó đang tích lũy đã đó. Tích lũy khá tích cực nhưng cái tín hiệu phân phối thì cũng không có, mà kênh xu hướng tăng một năm rưỡi vừa qua thì vẫn duy trì được. Sau những nhịp rung lắc tích lũy thì khả năng nó vẫn là nhịp hồi phục lên thôi, đúng không chị? Và duy trì được kênh xu hướng tăng đó. Cho nên kênh trung dài hạn anh chị cứ xác định là nó vẫn đang là một cái kênh xu hướng tăng. Thứ nhất là diễn biến thị trường thế giới cũng đang ổn định trở lại rồi. Cái thứ hai là vận động của các nhóm ngành cổ phiếu trụ nó cũng đang phân hóa khá tốt, đúng không anh chị? Cho nên những nhịp mà rung lắc hoảng loạn về cái vùng biên bên dưới anh chị cũng mạnh dạn cho nhé,
Thật sự cơ hội là cực kỳ lớn, anh chị có thể cược được như trong giai đoạn tháng 9, cược được như trong giai đoạn tháng 3, tháng 2. Đúng không anh chị? Đây là giai đoạn tháng 9 cũng chia sẻ anh chị tương đối nhiều đúng không anh chị? À, đâu đó là tháng 9 bắt đầu chỉnh, tháng 10 bắt đầu tạo đáy, cuối tháng 10 bắt đầu tạo đáy, cơ hội cực kỳ lớn. Ngay cả thời điểm hiện tại anh chị thấy các vị thế cổ phiếu nhặt cho anh chị vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 bây giờ là vẫn đang duy trì cái kênh xu hướng tăng tốt. Đúng không anh chị? Đó. Thì là cái cơ hội để anh chị nhặt những vùng thuận lợi cho vị thế nắm giữ trong trung và dài hạn. Thậm chí ngắn hạn anh chị cũng có cơ hội lớn. Nó ngay cả trong nhịp này anh chị thấy chúng ta bắt đâu đó FTS tầm khoảng T3, T4 này, nhịp này là 14% rồi, trong khi đó là thị trường vẫn còn đi ngang, hồi phục nhẹ. Đúng không? Rồi một số cổ phiếu như HCM hôm nay được 5% rồi này, T cộng 2. Đúng không anh chị? Đó, nên là các cổ phiếu nó phân hóa những cổ phiếu nó về những cái vùng cơ hội cực kỳ thuận lợi như này. Đó. Hôm trước thì chia sẻ anh chị về lịch sử nó có khả năng lặp lại quanh vùng này, những cái nhịp rung lắc điều chỉnh như này anh chị sẵn sàng tâm thế ở đây. Đúng không anh chị? Đó. Cho nên anh chị có thể cược được, đó. Tương tự như trong cái giai đoạn tháng tháng 4 cũng vậy, đúng không? Tháng 4 mà khi mà thị trường rung lắc điều chỉnh hoảng loạn trong ngắn hạn thì nó cũng là cơ hội cực kỳ lớn cho anh chị lấy vị thế ở trong ngắn hạn cũng như là cơ hội ở trong trung hạn nữa. Đúng không anh chị? Đó. Tháng 4 luôn mà đến thời điểm hiện tại anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Đúng không anh chị? Như các cổ phiếu như TNG này, như TCH này, đúng không chị? Như HSG này, BCM này, BSG này, đến thời điểm hiện tại chúng ta mới nhặt cách đây đâu đó là từ giữa tháng 4 đến thời điểm này anh chị vẫn có thể nắm giữ được khi mà thị trường nó phân hóa. Đây chị. Đó, tháng 4 là đối với vị thế một số cổ phiếu nó hoảng loạn như cổ phiếu nhóm ngành dệt may chẳng hạn như TNG này, anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Đó, nó vẫn kéo lên tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 30 40%. Đúng không anh chị? Rồi một số các cổ phiếu khác như HSG cũng vậy, đó, mặc dù HSG đang lắc trong ngắn hạn nhưng mà vẫn có thể là giữ được này chẳng hạn, đúng không anh chị? Rồi các cổ phiếu khác như TCH này chẳng hạn. Đó, đúng không anh chị? Đạt Phương này cũng ok, BCM này. Đó. Trong vòng đâu đó tầm khoảng 4 tháng gần đây thị trường đang rung lắc điều chỉnh nhưng BCM vẫn đi lên, đúng không chị? Và gần đây nhất chia sẻ anh chị cổ phiếu gì? Đó, một số cổ phiếu phân hóa có thể đánh phòng thủ được như Vinamilk này anh chị. Đó chị, cho nên anh chị mạnh dạn đó, trong những nhịp rung lắc trong thời gian tới, đặc biệt là tiệm cận về cái vùng biên bên dưới này 1163, 1180 thì anh chị có thể là chủ động đó, đối với nhịp rung lắc điều chỉnh anh chị lấy. Giai đoạn hiện tại thì Nhất cho rằng là đâu đó thị trường chưa có tín hiệu đủ tin cậy về việc tạo đáy. Nhưng nếu kịch bản thị trường bùng nổ bật tăng giao dịch trên 1230, anh chị lưu ý này, trên 1230 trong vòng một vài tuần tới thì khả năng thị trường xác nhận tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn và kết thúc cái nhịp chỉnh nhé. Kết thúc nhịp chỉnh và tích lũy trở lại cái biên trung hạn. Đúng không anh chị? Quanh cái vùng này có yếu tố là tích cực. Đó. Có thể tiệm cận lên quanh cái vùng đỉnh này một lần nữa rung lắc điều chỉnh, bởi vì nhịp này nó đang tiệm cận về biên bên dưới này, rút chân hồi phục lên là cũng là yếu tố sideway tích lũy tích cực, đúng không? Chúng ta dự kiến đâu đó tầm khoảng 2 đến 3 tháng nhịp này đã bước sang tháng thứ tư sau cái nhịp nhận định vào ngày 22 tháng 4, đúng không? Ngày 22 tháng 4 nó chính là cái nhịp này này đó, cho nên anh chị cứ mạnh dạn thôi anh chị nhá. Ở giai đoạn này thị trường nó hồi phục lên rồi, anh chị lưu ý quanh cái vùng 1230 thì anh chị cũng tạm thời là bám sát, hạn chế nhỉ, ưu tiên những nhịp rung lắc điều chỉnh của thị trường cũng như là điều chỉnh của cổ phiếu anh chị nhỉ. Và với cái bối cảnh mà các cái nhóm ngành cổ phiếu đang phân hóa như này thì Nhất cho rằng là yếu tố lựa chọn điểm vào cổ phiếu là yếu tố quan trọng. Cái thứ nhất là có sự đồng thuận với nhịp rung lắc của thị trường, cái thứ hai là có cái điểm mua của các vị thế cổ phiếu ở trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn thôi chị nhá. Thì hôm nay thì Nhất cũng có nhặt một số cổ phiếu nhóm ngành bất động sản. Đó, hôm trước cũng chia sẻ anh chị công khai về nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính chứng khoán, đúng không anh chị? Nhặt công khai luôn, đến thời điểm hiện tại là ổn áp rồi. Hôm nay thì Nhất có nhặt một số các cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản khi mà thị trường nó đang rung lắc điều chỉnh này. Đó. Ok anh chị nhá. Đó, cho nên là trong nhịp này thì Nhất cho rằng là thị trường khả năng nó sẽ lình xình tích lũy quanh tầm khoảng 1220, 1230 một nhịp. Chứ khó mà có khả năng lên được ngay. Bởi vì cản ở bên trên nó vẫn còn rất nhiều, thì đâu đó anh chị hạn chế gọi là mua đuổi đối với nhịp mà thị trường nó tiệm cận quanh cản thôi. Thì nhá.
Đó, dự kiến thì khả năng thị trường nó là vẫn là trong nhịp tích lũy sideway biên trung hạn này đó, và những nhịp mà tiệm cận về cái vùng biên bên dưới này nó rung lắc hoảng loạn thì anh chị cũng mạnh dạn anh chị lấy vị thế cổ phiếu một phần tỷ trọng ở trong giai đoạn này, đặc biệt là cover lại cái lượng hàng mà anh chị đã bán ở quanh cái vùng đỉnh này đó, đã hạ tỷ trọng ở quanh cái vùng 1.280 1.300 ở trong giai đoạn này thì nhá. Đó. À, nếu như anh chị chưa có room khuyến nghị cũng như là quản lý danh mục anh chị cả trong ngắn hạn và trong trung hạn thì anh chị có thể là đồng hành cùng em Nhất và anh em trong team anh chị nhá. Đó. Tất cả những vị thế mua bán đâu đó là đều chủ động cho anh chị những điểm mua điểm bán cũng như là yếu tố và rủi ro trong ngắn hạn và trung hạn thì room khuyến nghị cũng sẽ cảnh báo cho anh chị đó về cái yếu tố là thị trường rủi ro, ở những cái vùng rủi ro thì anh chị hạn chế đánh cũng như là hạ tỷ trọng để tránh những cái nhịp rủi ro ở trong ngắn hạn thì nhá. Đó. À, bên cạnh đó những cái nhịp mà cơ hội lớn như này thì anh em cũng sẵn sàng chuẩn bị cái tâm thế trước cho anh chị để lấy những cái vị thế trước mắt là nhịp xác định cái nhịp sóng hồi ở trong ngắn hạn trước, còn cơ hội nắm giữ trong trung dài hạn hay không thì chúng ta cũng vừa chia sẻ với nhau rồi, nó sẽ là một cái phần rất quan trọng ở quanh tầm khoảng 1.230 1.235 trong giai đoạn tới, nếu giả sử như chúng ta có tín hiệu lực cầu dòng tiền quay trở lại một cách quyết liệt hơn thì cái độ tin cậy về cái tín hiệu đảo chiều nó sẽ sáng hơn anh chị nhé. Đó, trong một nhịp này thì mới xác nhận một nhịp hồi phục thì anh chị cứ bình tĩnh thôi, ưu tiên những nhịp mà rung lắc điều chỉnh của thị trường mà cổ phiếu có sự đồng thuận với điểm mua thì anh chị có thể lấy đó. Nếu anh chị chưa có cái room khuyến nghị cũng như là đưa ra cho anh chị những vị thế mua bán cắt chốt cái tỷ lệ risk reward một cách hợp lý và hấp dẫn, anh chị có thể đồng hành với em Nhất và anh em trong team anh chị nhé. Mã ID của em Nhất ở trên công ty chứng khoán VPS là B592. Anh chị nào có tài khoản rồi thì có thể là thao tác chuyển ID theo ba cái bước này. Đó, chuyển về cái mã ID B592, ấn xác nhận và liên hệ em Nhất qua số điện thoại trên màn hình. Hoặc anh chị chưa có tài khoản có thể tải app Smart One này. Đó, đó và tạo cái tài khoản trong 3 đến 5 phút, điền giúp em Nhất mã B592 giới thiệu và chúng ta có thể đồng hành được cùng nhau anh chị nhé. Đặc biệt là đối với anh chị mà bận rộn không có thời gian bám sát thị trường thì đây cũng là một cái room khuyến nghị cũng như là quản lý danh mục cho anh chị một cách rõ ràng và cụ thể nhất thì nhá. Đó, hạn chế cho anh chị rủi ro trong ngắn hạn cũng như là tối ưu hóa lợi nhuận ở trên trung dài hạn. Hy vọng là chúng ta có cơ hội đồng hành với nhau trong giai đoạn tới anh chị nhá. Ok, anh chị theo dõi livestream nếu thấy cái sự chia sẻ là hữu ích và có thêm một cái góc nhìn khách quan hữu ích thì anh chị nhớ giúp em Nhất một like, một tim để ủng hộ cho kênh cũng như khích lệ tinh thần em Nhất và anh em trong team anh chị nhé. Ok, cảm ơn anh chị đã lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị vào những video livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại.